Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Vâng ạ, chị Ngọc Vân ạ. Đã rất lâu ngày rồi thì Hà Nội chưa có mưa và không khí thì khá là nhiều bụi bẩn. Tình trạng ô nhiễm không khí hôm nay như thế nào ạ? Xin mời chị. Vâng, Sở Lâm, ô nhiễm không khí sáng nay tại thủ đô Hà Nội ở mức khá nghiêm trọng. Theo mạng lưới theo dõi chất lượng không khí PAM E, chỉ số chất lượng không khí ở các quận trung tâm như là Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm ở mức cảnh báo màu đỏ và màu tím, tức là mức xấu đến rất xấu. Lượng bụi mịn trong không khí lớn có hại cho sức khỏe của tất cả mọi người. Tình trạng ô nhiễm này dự báo sẽ còn duy trì ít nhất là 2 ngày nữa, nhất là vào buổi sáng từ 5 giờ cho tới 9 giờ. Ô nhiễm không khí cộng với tiết trời hanh khô có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp, nhất là với người già và những người có bệnh nền. Quý vị chú ý đeo khẩu trang khi ra ngoài và vệ sinh mũi họng hàng ngày. Buổi chiều không khí sẽ bớt ô nhiễm do có nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất tăng lên là 26 độ C. Tuy nhiên độ ẩm lại giảm thấp chỉ còn khoảng là 42%. Với thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, người dân cũng cảm nhận được tiết trời se lạnh khi mà nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 23 độ C. Chiều nay không khí vẫn dễ chịu, mát mẻ do mây nhiều, nắng yếu và có gió thổi. Nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng là 30 độ C. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.